tiếp tục set 2 giữa team An Giang với team Đồng Tháp. Điểm 0-0. Một pha xử lý không qua lưới của Khang. Bên đây là team của An Giang, gồm có là Danh Đếm, Khang, Libigo, Vĩnh Đầu Giang. Team Đồng Tháp bên kia gồm có là Di Màu, Kha Minh, Tăng. Một pha đập bóng tốt của Danh Đếm. Một pha phát bóng bằng điểm trực tiếp của Khang, Libigo, Vĩnh Long. Di Màu vừa đập bóng tốt. Điểm 2 đều. Một pha phát bóng ngoài của Di Màu nhưng Danh Đếm đã không né kịp, đã trúng bờ vai. Quá đáng tiếc. Điểm cho Đồng Tháp 3-2. Một pha dội bơm của Khang, Libigo. Bóng ngoài. Điểm cho Đồng Tháp 4-3. Quá hay cho Danh Đếm. Một pha ăn bóng trực tiếp của Danh Đếm. Điểm cho hai đội 4-4. Một pha trắng bóng tốt của Danh Đếm. Thực sự là quá ghê gớm. Bóng ngoài. Điểm cho hai đội 5-5. Di Màu vừa phát bóng không qua lưới. Điểm 6-5. Bóng ngoài. Người vừa đập bóng là Tăng. Điểm 7-5. Điểm
Một pha xử lý quá nhẹ nhàng của Duy Mông. Điểm cho Đồng Tháp 6-7. Một pha đập bóng tốt của Danh Đếm. Hai đội đổi sang. Người đang đi đó là Di Mạo. Điểm cho An Giang 8-6. Một pha phóng bóng đường nghi ăn điểm trực tiếp của Khang. Điểm 9-6. Di Màu vừa đá bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm trên pháp 7-9. Di Màu vừa phát bóng bằng điểm trực tiếp. Điểm 8-9. Bóng ngoài. Điểm 18. Một pha phát bóng trẻ muối bưởi của Khang Libigo. Thực sự là quá gồm ghê. Điểm 11-8. Lại một pha phát bóng bằng điểm trực tiếp của Khang nữa. Điểm 12-8. Xử lý quá hay của Tăng. Điểm 9-12. Bóng tốt. Điểm 13-9. Di Màu vừa đá bóng không có lứ. Điểm 14-9. Lại một pha bóng bằng điểm trực tiếp của Khang Libigo. Quá hay các bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Khang Libigo lại phát bóng mang điểm trực tiếp đã kết thúc trận đấu. Tem Khang đã thắng.